Hello, xin chào anh em của Titan về hàng anh em. Thì ở đây mình có quay rim future F135-150 window solid rider theo kia đủ màu nha anh em. Thì cái này là mình để lên màu sẵn cho anh em rồi nha. Đây sẵn kèm cho anh em một cái bát xin xi này, cả bộ gì là 850 nha anh em. Bộ lên màu rất là đẹp nha, rất là sắc nét. Đó, anh em còn hàng thì cứ inbox cho mình nha.